Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sữa tươi chân châu đường đen vị caramen thì cách làm như sau. Rồi đầu tiên mình sẽ cho 20ml nước đường đen. Rồi mình sẽ đổ trực tiếp vô ly nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ xay đều miệng ly ha, xay đều ly. Rồi giống như mình làm trang trí vậy ha. Rồi tiếp tục mình sẽ cho 2 giá chân châu. Sau đó mình sẽ cho 100ml sữa tươi. Rồi mình đổ trực tiếp vô trong ly luôn. 20ml kem béo thực vật hay còn gọi là dít lùng. Rồi sau đó mình sẽ cho đá vô. Tiếp tục mình sẽ cho 20ml syrup caramen. Rồi mình sẽ chí đều trên miệng đi. Rồi mình sẽ cho một cái ống hút. Và đây là sản phẩm của mình. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào tiếp theo.